Xin kính chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9:30 sáng ngày 28 tháng 6 năm 2024. Mình đang có mặt tại trung tâm thành phố Đà Lạt quý vị, ngay bụng bình nước, sát bên hông chợ Đà Lạt luôn. Đà Lạt nguyên cả ngày hôm qua, đến hôm nay thì không có mưa quý vị, trời tạnh ráo, hồi sáng giờ trời có nắng đẹp. Bây giờ thì thấy âm u, không biết chiều này có mưa hay không. Cái đó hên xui quý vị, tại vì là mùa này thì nhiều lúc cứ sáng nắng chiều mưa thôi. Bà con mình chở những cái xe nông sản đi bán cho khách du lịch đó quý vị. Bà con mình hay chở dâu với lại bơ, sầu riêng, trái cây, nông sản. Có chị này chở nguyên một giỏ bơ này. Bơ nghe nói là 034 ở Lâm Đồng này hiện tại bây giờ là thương lái họ thu mua được quý vị. Có giá là 3.000 đến 4.000 một kg thôi. Giá này là giá thấp kỷ lục từ trước đến nay. Do giá sụt giảm nghiêm trọng cho nên chỉ là nhiều nông dân họ cũng làm biển thu hoạch và để cho bơ rụng đầy vườn luôn. Thậm chí có nhiều bà con là cũng tính đến cái việc là chặt cây bơ để trồng cây khác. Thì họ thấy năm nay giá sụt giảm. Nếu bà con mình chặt thì lỡ khi năm sau giá bơ lại lên thì bà con mình cứ loanh quanh đi một vòng luẩn quẩn, cứ chặt rồi trồng rồi chặt như vậy à. Nói chung làm ăn hay là bất cứ cái gì vậy hết quý vị, nó phải có lúc được lúc mất ha. Đâu phải lúc nào cũng thuận lợi được hết đâu. Năm nay sụt giá thì năm sau lại được giá, mùa sau lại được giá như vậy đó quý vị. Chứ đâu phải là cứ trồng cái bơ lên là nó giống như là trồng cái khoai, cái sẵn đó quý vị. Vài tháng là có ra quả rồi ha, ra cục rồi. Bơ nhiều lúc người ta trồng lên cả chục năm, 5-6 năm mới có những cây bơ to và cho ra trái đều. Bây giờ chặt đi rất là phí. Nhiều lúc bà con mình chặt đi rồi trồng qua sầu riêng, rồi sau năm sau rồi sầu riêng lại sụt giá. Thì bà con mình lại chuyển qua trồng bơ. Ôi trời ơi, cứ loanh quanh luẩn quẩn một cái vòng luẩn quẩn như vậy là nói thiệt với quý vị không tốt chút nào quý vị. Kệ nó quý vị, lúc được lúc mất chứ bây giờ biết làm sao. Mà công nhận và nói là bơ giá nó giảm kỷ lục luôn quý vị. Từ trước đến nay chưa bao giờ mà có cái giá như vậy. Chính vì vậy mà bà con mình phải nói là để bơ rụng đầy vườn luôn. Bơ thì rụng đầy vườn như vậy mà giá mua tại vườn thì nó bèo như vậy. Nhưng mà không biết thì bà con mình bán lẻ ở những khu vực chợ Đà Lạt như thế này thì nó có rẻ hay không. Mình nghĩ thì nó cũng có rẻ đi được phần nào được quý vị ha. Bà con mình buôn bán, nhất là đội ngũ bán rong ở Đà Lạt, chợ Đà Lạt, thời gian gần đây phải nói là khá là nhiều bà con mình bán rong luôn. Chở những cái xe hàng đi bán quý vị, cơ động. Nhất là mùa hè này quý vị này, mùa hè này thấy đông khách đấy, xe đoàn lên nhiều. Chính vì vậy bà con mình cũng tranh thủ chở nông sản đi bán. Có nhiều người là như là họ trồng luôn quý vị, họ trồng xong rồi họ cắt họ đi bán luôn. Có vườn có tược đàng hoàng là quý vị ha. Đó, bơ quý vị này, bơ thì rất là nhiều. Ở ngay chợ Đà Lạt thì cũng có những cái khách sạn như thế này đó quý vị. Năm xưa đây là khách sạn Thăm Bình ha. Bây giờ họ sửa lại làm cái khách sạn khá là lớn luôn. Bà con mình ở khách sạn ngay chợ này thì có 3 cái khách sạn Sanda này, Flora này, rồi mé bên đối diện bên kia thì có khách sạn Nairim, rồi có khách sạn Golba nữa. Ở đây thì khá là thuận tiện luôn, bước chân cái là ra chợ, bước xuống là chợ rồi quý vị. Đó, bơ thì rất là nhiều quý vị. Mùa này là bà con mình ăn bơ đã đời luôn. Chỉ tội cho là người nông dân thôi quý vị. Họ trồng ra, chăm bẩm, cất công, thu hoạch chăm bẩm, phải nói là rất là tốn công.
mà giá thì nó xuống kỷ lục như vậy, thành ra là bà con mình chả có lợi nhuận gì. Còn người tiêu dùng thì rất là sướng, thấy cái gì giá rẻ là bà con mình xài và ăn đã đời luôn quý vị ha. Đó, sáng ra thì bà con mình cũng tranh thủ đi chợ mua nông sản, rau củ quả để đem về làm quà. Có nhiều bà con mình chơi một hai ngày trước rồi, bây giờ tranh thủ đi chợ sớm để mà lên đường về quê. Đó. Năm nay thì sầu riêng đầu năm cho đến giờ là phải nói là cao kỷ lục. Nếu như năm sau không biết sao, năm sau nhiều lúc ví dụ sầu riêng nó xuống thấp thì bà con mình lại loay hoay nữa. Nói chung đừng có chạy theo phong trào của vị ha. Mình thế mà cái gì mình có cái gì mình xài cái đó. Năm nay được thì được mà mất thì mất. Và bây giờ là cứ loay hoay đi chặt cây chặt cối là đâu có phải là giống như những cái cây mà bông cây ba cây rau ngắn ngày vụ 2-3 tháng là có thu hoạch. Mình thích là mình nhổ đâu, mình thích là mình chặt đâu ha. Ông nhận những cái anh chị mà bán nông chợ này chạy xe dữ lắm quý vị. Chợ thì đông, chợ rất là đông luôn mà anh chị chạy phóng dễ sợ luôn, rất là nguy hiểm. Đó, nắng lên rồi căng buồm cho khoái, nắng ấm quý vị. Đà Lạt thì nắng ấm áp chứ không có nóng ha. Làm cái gì về hết quý vị, không có thuận lợi hết tất cả đâu. Cái gì nó cũng có lường trước, lúc thuận lợi thì có những lúc nó sẽ khó khăn. Mà lúc khó khăn thì kiểu gì rồi cũng có ngày thuận lợi. Đó. Không phải suôn sẻ hết đâu. Tới đây quẹo phải vào trong này là khách sạn Nairim nè quý vị. Khách sạn này lâu đời rồi đó. Rồi bên phía tay trái của chúng ta này là khách sạn 3-4 sao, như thế 3 sao quý vị. TTC Hotel, năm xưa là khách sạn Vôn 3 đó. Cũng nằm bên chợ luôn. Bà con mình thích trung tâm thì cứ ra nơi chợ đường Thiền Nguyện thì Minh Khai này, nó có 3 khách sạn to đùng luôn rồi quý vị ha. Còn cách chợ khoảng vài chục mét thì lên trên đường Nguyễn Chí Thanh đó, khu Hòa Bình, khách sạn bao vây luôn. Rồi mình vòng vòng quý vị. Cà phê như thế quý vị, cà phê có nhiều năm ở Tây Nguyên này, bà con mình thấy hàng hãng này, cây chết này, giá cà phê sụt giảm này, thì bà con mình cũng phải nói là cùng là nhổ cà phê đi trồng cây khác. Được vừa rồi thấy sầu riêng lên giá vùng vụt, nhiều người kiếm tiền tỷ thì bà con mình cũng đổ xô đi trồng sầu riêng đó, vậy đó quý vị. À, những cái cây như vậy là cây phải nói là cây công nghiệp lâu năm rồi quý vị, trong vài năm nó mới lên được, cái đâu phải là vài năm nó mới cho ra quả. Đây là cầu Ông Đạo quý vị.
Bây giờ hàng điện tử quý vị thấy là nó hà giá quá trời có đất luôn. Từ điện thoại cho đến tivi. Phải nói với quý vị chứ bây giờ ai có tiền đi mua điện thoại với lại tivi rất là sướng quý vị. Giá cả nó phải chăng, thậm chí rất là rẻ. Đó, ngày xưa khi làm ăn được quý vị thấy không, khi mua cái điện thoại iPhone gì đó mà nó vài chục triệu, bây giờ nó hạ sập sàn luôn. iPhone 13, 14 bây giờ nó bán có mười mấy triệu, quý vị thấy ghê không? Chuẩn bị ra iPhone 16 bây giờ. Dễ sợ. TV hàng tồn cũng rất là nhiều luôn quý vị. Đây là dọc Lê Đại Hành, và trước mặt của chúng ta là nhà thờ con gà đó quý vị. Đó. Nếu như mà bà con mình á mà nói các cô chú được quý vị muốn ở trải nghiệm về hưu mà muốn ở trải nghiệm vài tháng ở Đà Lạt á, cũng có thể ở trên những cái cung đường như Trần Phú, sau lưng nhà thờ con gà có những con hẻm bên công an 113 đó quý vị. Trước đây là công an thành phố đấy. Đó, sau lưng nhà thờ con gà cũng có khá là nhiều những cái phòng trọ ở trong đó. Nếu bà con mình mà ở bên Đạo Thiên Chúa đó, hàng tuần đi sinh hoạt nhà thờ, nhà thiết gì đó thì bà con mình cũng có thể ở sau lưng nhà thờ con gà này, rồi bước vài bước chân là ra tới nhà thờ đó. Hoặc là vào đường nhà chung vị. Đường nhà chung cũng có phòng trọ luôn. Xe điện quý vị. Rồi mình vẽ ghé vào con đường nhà chung à. Thường thường nhà trọ nhà triết ở Đà Lạt thì nó nằm ở trong những con hẻm á. Nếu như mà bà con mình sợ sợ dốc thì chọn những cái con hẻm ít dốc thôi. Đà Lạt này mà nói chung là không muốn bằng phẳng hết thì hiếm lắm. Hôm nay là thi thi cấp, chuyển cấp được vị lớp 9 lên lớp 10 rồi thi đó. Thi cấp 2, cấp 3 rồi tùm lum hết. Thứ hết tuần này nữa là tuần sau, là tháng sau là các em được nghỉ hè. Đó, chính thức được nghỉ hè. Trước đó thì cấp 2, cấp 1, cấp 2 là được nghỉ hè trước rồi, tháng rồi. Thì tháng sau, tháng 7 đó quý vị ạ, lúc đó sẽ là mùa cao điểm hè đấy. Thi xong rồi là các em đi du lịch xả hơi. Đấy, trong con đường nhà chung này ở dưới hẻm cũng có nhà trọ. Thường thường mà ở trong hẻm đừng có ở sâu quá quý vị. Chọn những con hẻm mà nó lai lai với lại là ở cách mặt đường chính như thế này tầm khoảng vài chục mét đến trăm mét quý vị ha. Còn có nhiều con hẻm mà sâu quá thì nhiều lúc bà con mình bất tiện. Xe cù người ta đưới giao hàng hoặc là có gọi xe, ví dụ đau bệnh ốm đau gì đó gọi xe gọi cù nó cũng khó khăn. Đi bộ lên đầu đường nó cũng khá là dài. Trẻ thì cũng nói làm gì quý vị, còn già thì già đi lại khó khăn đấy. Đây là chợ đó, bà con mình ở đây thì có cái chợ Xuân An luôn. Dọc dọc trong này có nhà trọ mà bà con mình ở như thế này là có chợ Xuân An nằm bên cạnh luôn. Rồi nhà thờ con gà, bước chân ra ngoài là nhà thờ con gà. Và từ đây ra hồ Xuân Hương thì tầm khoảng 500 mét, chưa tới cây số. Khá là tiện đúng không quý vị? Bà con mình mà đi chợ, những cái chợ dân sinh như thế này thì người ta bán cũng khá là rẻ. Mình mua mà thành ra là mua mỗi được quý vị. Quen mặt, quen biết rồi là người ta sẽ bán cái giá cho mình là phải chăng để giữ mỗi. Nhiều lúc người bán hàng ở bất cứ đâu người ta cũng nhìn mặt để mà bán nữa quý vị.
mình mà khó tính cái là tự nhiên là người ta sẽ bán hạ xuống cho mình và để giữ mối. Còn thấy ai dễ tính xe xoa là người ta cứ thế mà nhiều lúc mà hô hét luôn quý vị ha. Nhiều lúc đi ra đường thiệt thà cũng chưa chắc đã hay ha. Rồi, đây là con hẻm này. Xuống dưới con hẻm này có nhà trọ này. Nhưng con hẻm này khá là sâu, nếu như bà con mình ở cuối hẻm luôn mà đi lên trên đường lớn là rất là khó khăn luôn. Nếu có xe máy chạy lên chạy xuống thì cũng nói làm gì. Bà con người già mà leo dốc sợ đau chân. Còn bà con mình xương chắc mà nó mạnh á thì đi vòng tập thể dục. Trong hẻm này cũng có quán cà phê đó là chiêu chiêu. Hẻm này thì mình đi rất là nhiều lần rồi. Có quán ăn bánh căn này, có bún phở đồ này kia, tạp hóa đồ này kia ở trong này luôn. Hẻm này thì khá là dài. Nhiều lúc ở sâu quá bà con nên mình đi bộ, muốn đi lên chơi hoặc là ra bờ hồ sông Hương chơi được thì nhiều lúc cũng làm biếng luôn ha. Ngày đi vòng thôi là thấy ngán rồi ha. Đi lên đi chờ rồi đi ăn sáng xong đi xuống là một vòng như vậy thôi là cũng thấy ngán rồi đó. Mình nghĩ tương lai Đà Lạt sẽ xây những cái nhà ở xã hội, nhà giá rẻ đó để cho thuê thì bà con mình ở những cái khu vực mà nó dễ đi hơn. Bà con mình có điều kiện thì có thể thuê chung cư quý vị. Chung cư bây giờ giá tầm 3-4 triệu căn nhỏ nhỏ vừa ở. Nói chung là 5 triệu trở lại đó. Chung cư thì thường thường đường nó bằng phẳng, người ta xây dựng ở xe ô tô tới đổ trước bãi luôn. Với những con hẻm dốc như thế này á, bà con mình đi dưới đồng bằng lên lái xe đi cỡ vài hôm là tự nhiên thấy nó quen rồi quý vị. Nó quen là đi bình thường, có chiếc xe máy nó đi bình thường luôn, thậm chí xe điện vẫn đi được. Xe điện bây giờ mạnh lắm quý vị, bà con mình có thể mua một chiếc xe điện là đi vòng vòng được rồi ha. Thích thì đi bộ, không thích thì vác chiếc xe điện ra chạy vòng vòng đấy. Xe đạp điện đó quý vị ha, thích thì đạp để tập thể dục luôn đó. Ra đây là con đường Hà Huy Tập quý vị. Đi theo hướng ngược lại là chúng ta sẽ đi về An Bình và về Triệu Việt Vương. Còn đi hướng như thế này là hướng lên lại trung tâm. Mình muốn có những cái nhà trọ mà đẹp, nằm vị trí thuận lợi, nhiều lúc phải canh me được quý vị ha. Mình tới mình hỏi chủ trọ xin số điện thoại, mình cho số điện thoại của mình luôn. Lúc nào người ta trả phòng mà có phòng trống thì alo cho em, cho anh, cho chị để chị đặt cọc, chị thuê đó giữ chỗ đó. Muốn có phòng trọ đẹp mà nằm vị trí thuận lợi mà theo ý muốn của mình là phải như vậy đó quý vị. Không phải là bác mình cứ tới là hỏi là có đâu. Thấy cái nào đẹp đẹp để lại 3-4 chủ nhà trọ gì đó, cái nào được lắm như là alo một cái là mình chuyển tiền, mình đặt cọc luôn ha. Đặt cọc xong rồi mình sắp xếp mình tới nợ, cách tốt nhất là như vậy đó quý vị. Chứ bây giờ đi tìm
rồi nhờ người này người kia đi tìm khó khăn, mình phải chuẩn bị trước nhiều lúc cả tháng. Để mình quẹo phải ha, vào con đường là Lương Thế Vinh. Đó, để chạy thẳng lên trên là trại thẩm vấn Hà Vi Tập ha. Con đường Lương Thế Vinh hồi trước người ta cũng có nâng cấp một lần, cách đây 2-3 năm về trước, 3-4 năm gì đó. Bây giờ chuẩn bị có lẽ cũng nâng cấp mở rộng ra nữa quý vị. Trong này có ngôi trường, mùa học sinh đi học con đường này rất là tấp nập và thậm chí nó kẹt xe tài lẻ ở đây. Đường này có nhiều khách sạn đấy. Ở đây là chợ Đà Lạt hơn cái số. Đó. Cái số. Những khách sạn ở trong này dạng là giá rẻ bình dân rồi quý vị. Ồ, quán cà phê. Thấy khách ngồi quá trời luôn quý vị ạ. Nhiều lúc có những quán cà phê cốc cốc. Và bà con mình lại thích ngồi quý vị ha. Còn chiêu chiêu view view thì bây giờ thấy nó nhiều quá. Chạy thẳng theo con hẻm ở mé bên kia, hẻm 15, thì chúng ta sẽ đi băng ra đường 3 tháng 4 luôn. Hẻm đó xe ô tô nhỏ 7 chỗ trở xuống chạy được. Và hôm nay là có cái trường tiểu học Lê Quý Đôn. Năm xưa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nằm trong này. Sau này chuyển ra trung tâm hành chính tập trung ở ngoài đường Trần Phú. Đó, trong này khách sạn nữa quý vị. Bà con mình mà có xe ô tô cá nhân vào ở trong những khách sạn này là đậu xe thoải mái luôn. Cứ đậu ngoài đường vậy đó quý vị. Không cần phải đưa vào trong sân bãi đâu. Còn đi sâu xuống như này cũng có nhà trọ ha, nhà trọ dành cho người lao động. Đó, ở trong những khu như thế này nó cũng khá là thích nữa quý vị, yên tĩnh ha. Với những cái nhà trọ mà tầm khoảng 10 phòng trở lại đó quý vị, đó thì mình ở khá là thoải mái. Còn đông quá thì nhiều lúc sợ phức tạp ấy. Sân trường vắng bóng, thầy cô học sinh. Rồi mình đi ra lại quý vị ha. Ra lại đi mua sách vở cho con. Bây giờ người ta có sách vở là mình đi mua trước được quý vị, tránh cái tình trạng mà mai mốt đến mùa nhập học mình phải đi, nhiều lúc người ta đi đổ xô đi mua rất là nhiều, mình phải đứng xếp hàng mua được bộ sách mà nó khá là cực vực lâu, rồi thậm chí nó thiếu trước hụt sau nữa, cho nên chỉ là mình cứ đặt trước mà khi họ về đầy đủ là bắt đầu họ điện cho mình tới lấy luôn. Mình canh me mình tới lấy ngay từ bây giờ luôn, trước sau gì mua thì mua sớm luôn quý vị cho nó khỏe, đến khi mà con vô nhập học là như là mọi thứ đầy đủ, khỏi phải chạy ngược chạy xuôi chạy đôn chạy đảo. Mình thấy có nhiều phụ huynh phải nói là đến cái mùa học sinh đi học là chạy đôn chạy đảo, thiếu cái này thiếu cái kia, đi xếp hàng mua đồ rất là cực đó quý vị, thấy chưa, rất là nhanh luôn. Mới đó mà coi chừng hết hè tháng nữa cho mấy quý vị, tháng nữa là hết hè là chuẩn bị là vô đầu năm học mới rồi, quá nhanh ha. Ở ngay ngã ba này thì cũng có ngôi chợ dân sinh luôn, bà con mình cũng
bán nhiều quầy hoang, cho nên người ta cũng hay gọi là chợ Lương Thế Vinh đó, chợ Hà Huy Tập. Chỉ cần 4-5 cái quầy hàng bán rau, rán, thịt thà, cá mú rồi bà con mình có thể gọi là cái chợ được rồi ha. Rồi ngày hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi lòng vòng cập nhật tham quan đời sống của người dân Đà Lạt, cũng như tâm sự chia sẻ với quý vị về cuộc sống cho nó vui luôn. Video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.